người phụ nữ nằm trên giường chán nản cô vừa nhắn tin bảo chồng về sớm một tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên cô ấy nhìn qua lỗ thoáng cửa một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện từ ngoài cửa người phụ nữ sợ hãi đến mức chết đứng tại chỗ lúc này tay nắm cửa và ổ khóa đột nhiên di chuyển người phụ nữ vào phòng và khóa cửa lại cô ấy vừa nhấc máy người đàn ông mặc đồ đen đã xuất hiện ngoài cửa sổ trong ánh mắt kinh hoàng của người phụ nữ hắn đập vỡ kính và đột nhập vào nhà cô mở cửa và muốn trốn thoát một người đàn ông mặc đồ đen khác xuất hiện và bịt miệng cô một khuôn mặt quen thuộc hiện ra từ cửa bởi vì cô đã từng nhìn thấy người đàn ông đó trước đây khi cô và chồng về nhà cách đây vài ngày xe của người đàn ông này vô tình tông vào phía sau xe họ bác mã xuống tranh luận với họ nhưng anh ta đã bị tài xế làm nhục nặng nề bác mã cúi xuống nhặt nó lên mà không hề nóng nảy cô dọa sẽ gọi cảnh sát điều này khiến ông chủ da đen ngồi ở ghế sau sợ hãi vì cô gái bị bắt cóc đang ở trong xe ông chủ da đen bước ra khỏi xe đá thật mạnh vào tài xế trong ánh mắt kinh ngạc của hai người em trai bị hành hạ như một con gà mở cung trái và phải dáng một cái tát dữ dội hơn nhìn thấy tình cảnh này Hai vợ chồng không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc, nhưng điều họ không biết là tưởng đã phải lòng vợ của chú Mã, đúng lúc -xu ở nhà một mình, ông chủ ra đen xông vào cùng người của hắn, miệng và mũi của -xu bị bịt kín, với việc hít phải thuốc, su ngất đi ngay sau đó, chẳng bao lâu chú Mã đã về nhà thì tìm thấy một mớ hỗn độn trên mặt đất, bác Mã nhận ra có điều gì đó không ổn, anh chạy ra khỏi nhà và điên cuồng tìm kiếm vợ, anh ta đến đồn cảnh sát để trình báo, nhưng hệ thống giám sát duy nhất đã lỗi thời từ lâu, hình ảnh mờ khiến không thể nhìn rõ biển số xe ngay khi anh ấy đã kiệt sức nhưng ông chủ áo đen đã chủ động gọi điện theo hướng dẫn của anh ấy bác mã tới quán này thay vào đó là một túi đầy tiền để tìm ra chùm đen anh ta chỉ có thể đến đồn cảnh sát một lần nữa lần này không những không có manh mối họ còn tịch thu số tiền đó như tiền bẩn cảnh sát chỉ yêu cầu anh ta chờ đợi một cách chiếu lệ nhìn bức tường đầy ảnh những người mất tích chú mã cuối cùng đã quyết định không tin tưởng vào cảnh sát nữa nhưng bây giờ anh ấy thậm chí còn khó có thể trả được hóa đơn điện thoại anh nhớ nhóm côn đồ còn nợ mình một khoản tiền thế nên quyết định đi một mình và xin tài khoản để cứu người vợ bị bọn xã hội đen bắt cóc anh bước vào một căn phòng đầy bọn côn đồ nhưng những người này không hề coi trọng anh ta chút nào đúng như dự đoán các chú đều là người nợ tiền chú mã tức giận đến mức bỏ cậu vào tủ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình họ vẫn chưa biết họ đang đối mặt với ai. Người đàn ông cuối cùng của Hàn Quốc chứng kiến người của mình bị hạ gục từng người một, đầu sỏ chỉ có thể ngoan ngoãn rút tiền. Với sự giúp đỡ của thám tử tư, họ nhanh chóng điều tra sòng bạc ngầm này. Đó là một túi hỗn hợp ở đây. Cả thông tin đen trắng đều có thể được tìm thấy ở đây. Chỉ nhóm chị Bai đã tiếp đãi họ một cách nồng nhiệt. Con khỉ lập tức thay đổi sắc mặt. Tôi nên làm gì với bố tôi? Một nhóm cấp dưới ngạo nghễ xuất hiện phía sau họ. Họ không biết rằng lần này họ đã gặp phải một tình huống khó khăn. Các em nhanh chóng bị hạ gục kết thúc này đầu sỏ đã ngủ say nhiều năm cũng hoàn toàn tỉnh lại vào lúc này bác mã lao tới như một con thú hung dữ chị bai cuối cùng cũng thấy nó mạnh đến mức nào không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngoan ngoãn đưa ra thông tin ngay khi chú mã đang điều tra bằng trí thông minh bác mã chợt nghĩ chiếc xe này cũng có mặt vào ngày vợ tôi bị bắt cóc anh bước tới và gõ vào kính người đàn ông rõ ràng trở nên hoảng sợ sau khi nhìn thấy chú Mã, anh ta khóa cửa xe và cố gắng trốn thoát. Bác Mã nhìn thấy liền đập vỡ cửa kính ô tô sau khi bị kéo đi một khoảng cách nhất định. Cuối cùng người đàn ông đã trốn thoát. Những manh mối chúng ta có được đã bị cắt đứt như thế này. Sau khi điều tra rộng rãi, cuối cùng anh cũng tìm được tài xế của Black. Người đàn ông muốn thầm nghĩ về chuông báo thức. Chú Mã nhìn thấy liền trực tiếp ấn cậu vào tường. Em trai bị bắt đi như một con gà con. Và cảnh tượng này tình cờ bị đầu sỏ đen nhìn thấy sau khi trở về nhà họ trói em trai lại và đánh đập dã man nhưng dù họ có tra tấn thế nào đi chăng nữa em trai vẫn không thú nhận bất cứ manh mối nào về chùm đen đúng lúc chú mã đang tuyệt vọng sếp đen chủ động gọi video vợ anh bị trói xuống đất để ngăn chặn vấn đề này trở nên lớn hơn hắn bảo chú mã kết liễu em trai nếu không anh ta sẽ giết vợ của chú mã trong tuyệt vọng bác mã trực tiếp bóp cổ tài xế lúc đó ông chủ hay mới đồng ý để di su đi nhưng ngay khi điện thoại vừa cúp máy, chú Mã đã làm em trai sống lại bằng một cái tát vào mặt. Em trai không ngờ rằng ông chủ đen sẽ đối xử với mình như thế này. Anh đã thoát khỏi cái chết, kể mọi chuyện về chùm đen. Hóa ra, họ không phải là những tên xã hội đen bình thường. Họ chỉ điên cuồng kiếm tiền, gái đẹp bán trực tiếp cho đại gia. Phần còn lại được bán để lấy nội tạng. Trong mắt ông chùm đen, mọi thứ đều có thể mua và bán bằng tiền. Em trai không biết vị trí cụ thể của chùm đen. Bây giờ, chúng ta phải lấy lại tiền càng sớm càng tốt. Nhóm thiếu nữ bị bắt cóc nhốt trong phòng, gã đàn em đã trở thành một nhân vật phản diện, cô gái trốn trong góc run rẩy, hắn muốn dạy cho một cô gái một bài học. Ông chủ áo đen nhìn cô gái bị đánh bất tỉnh với vẻ mặt tức giận, chỉ sau khi vài người rời đi, Jisoo nhanh chóng đánh thức cô gái bị đánh, với sự giúp đỡ của cô Su đã mở được cửa sổ, nhưng ngay khi Jesus vượt qua được, người giang tay lao tới. Sự cố tương tự để lấy lại số tiền bẩn bị công an thu giữ. Hai người cải trang thành cảnh sát hình sự. Bác Mã cho nổ xe ở ngoài, cả hai nhân cơ hội tẩu thoát cùng số tiền bẩn. Chú Mã nhanh chóng đến hang ổ của chùm đen. Người em rút dao đâm chết chú Mã hiện tại như một con thú giận dữ, loại bỏ anh ta một cách gọn gàng. Tiếng hò hét thu hút đông đảo em trai. Trước những con số tuyệt đối, bác Mã cũng không hề thua kém. Bàn ừ. tay trần của anh giết kẻ thù này đến kẻ thù khác. Với vậy mấy đứa em xuống Bác lại. mã chỉ dựa vào một đôi nắm đấm sát. Sau đó anh ta đập chúng xuống đất và đánh bại chúng từng bước một. Một người đàn ông to lớn hung dữ xuất hiện phía sau anh ta. Lúc này chú mã đã kiệt sức. Ông lớn sớm chiếm thế thượng phong. Anh tưởng tượng vợ mình đang chờ anh giải cứu. Cơn giận dữ này lại thức tỉnh. Tôi thấy anh ấy đang loay hoay để đón ông lớn. Chú mã đẩy trực tiếp hắn lên trần nhà. Ngay trước khi gã to lớn hồi phục, chú mã kết thúc trận đấu bằng một cú đấm. Ngay sau đó, cảnh sát đã đến và giải cứu các cô chú gái. Chú mã không tìm được vợ ở đây nhưng lại bị trùm đen bắt lại, bác mã đang lái xe chuẩn bị ra ngoài tìm nhưng tình cờ lại gặp được tên trùm áo đen đang lao về, đôi mắt nhìn nhau, cơn giận lập tức trào dâng trong lòng tôi, bác mã nhấn ga đuổi theo hết đoạn đường, trùm đen thấy mình bị ép vào ngõ cuối Thế là anh ta tóm lấy vợ của chú mã và bắt đầu đe dọa cô ấy, vì sự an toàn của vợ tôi, chú mã ngay lập tức sợ hãi anh ta chỉ có thể nhấn ga để vượt và nhanh chóng phanh gấp để buộc nó dừng lại. Để bảo vệ vợ tôi, nhìn thấy xe của chùm sắp mất lái, và lao xuống dốc. Chú mã nhanh chóng hy sinh mạng sống để bảo vệ vợ. Nhưng anh cũng bị đẩy ra ngoài. Chùm đen thấy vậy liền rút rìu ra và bỏ đi. Anh ấy đang đứng trên nóc xe. Sự chút giận điên cuồng trong nội tâm. Giây tiếp theo, một bàn tay to lớn kéo thẳng anh vào. Cại hắt một chiếc xe lắc lư dữ dội. Chùm đen trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Anh quỳ xuống đất và không ngừng cầu xin sự thương xót. Sau đó anh ta nhân cơ hội rút dao đâm chết chú mã may mà bác mã phản ứng nhanh sau khi đánh anh ta bất tỉnh bằng vài cú đấm chú mã nhanh chóng đến chỗ vợ để đánh thức màn giải cứu nghẹt thở của chú mã